Khả Năng xin kính chào tất cả quý vị chị con cô bác cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Năng ô tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789 xin gửi tới lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và thân thương nhất tới tất cả quý vị chị bà con đã luôn quan tâm và ủng hộ nhé. Hôm nay Khả Năng sẽ lên sóng phục vụ cho quý vị chị bà con rất nhiều những mẫu xe mới về trong nhà trong ngày. Quý vị chị bà con anh em mình qua cửa hàng có thể xem được xe mà anh em mình rất nhiều sự lựa chọn luôn. Có vài trăm xe trong bãi đây các bác nhìn này. Xe rất là nhiều. Quý chị bà con anh em mình có thể sở hữu một trong những chiếc này với mức giá rất là ưu đãi thôi thì Khả Năng xin phép được lên sóng review những mẫu xe đang đỗ ở ngoài đường, còn bên trong nhà kia thì em sẽ làm một video khác phục vụ cho bà con các anh chị sau. Đầu tiên là Kia Morning mã nước sơn màu đỏ, quý vị anh chị bà con anh em biển 14A, biển này là 5 chỗ rồi. Và cái na răng đúc của nó là bản đủ các bác nhé. Một chiếc xe bản mã nước sơn màu đỏ rất là đẹp, đời 2014, phiên bản số tự động, động cơ 1.25 5 chỗ ngồi. Cửa tiền anh quanh khoảng tầm 260, anh em mình sở hữu ngay một mẫu xe Kia Morning đời cao 2014. Nếu mà nhập khẩu anh em mua được 21, 22. Còn nếu mà trong nước này thì anh em nhập 3 cục, con này nhập 3 cục ấy nhỉ, 14 vẫn nhập 3 cục ấy, như Picanto hay sao nhỉ. Chiếc này thì nó được trang bị đa năng đúc, túi khí ABS đầy đủ các bác nhé. Động cơ 1.2, 5 ghế ngồi, một chủ từ đầu luôn. Xe đẹp mang nước sơn màu đỏ. Với động cơ 1.2 xăng tầm khoảng 5 lít trên 100 km quay đầu thôi. Khám tháng 12 năm 2024, xe đẹp không đâm đụng va chạm gì, không taxi dịch vụ. Tư nhân một chủ từ mới, ghế da theo xe, nội thất theo xe hết. Đấy các bác nhìn này, màn hình Android đầy đủ, vô lăng củ số đẹp, trần nỉ nguyên bản bọc ni lông, chưa hề có đâm đụng va quẹt vào đâu cả, nội thất đẹp như mới luôn, có dán chống xước cẩn thận, rất là cẩn thận luôn, keo chỉ zin luôn. Tầm 260 anh em mình lấy xe này, nếu mà anh em mình không sang tên thì 250 là anh em mình sở hữu rồi không nhé. Nên là quý vị chị bà con anh em mình muốn lấy một mẫu xe gia đình đời cao thì con này là rất là hợp lý này. Đời 2014 không hỗ trợ trả góp các bác nhé, 2015 thì bắt đầu hỗ trợ, nên là chiếc này chắc chắn là sẽ không được hỗ trợ trả góp. Quý vị chị bà con nào anh em mình trả thẳng thì em để cho các bác với giá hợp lý hơn. Rất mong muốn anh em mình qua cửa hàng anh em mình xem. Còn về chất lượng xe cộ thì phải kiểm tra từng chiếc một thì mới cam kết bằng văn bản cho bà con được. Còn trước hết cứ cam kết mồm cho bà con là không có đâm đụng ngập nước đã. Đó. Xe cộ thì sẽ kiểm tra kỹ và xem lại, và các bác hỏi em kết nối Zalo em sẽ trả lời chi tiết từng chiếc một để quý vị chị bà con anh em mình có thể tiện theo dõi đẹp nhất các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì Khả Năng xin giới thiệu cho mọi người một mẫu xe Kia Cerato phân khúc hạng C đến từ thương hiệu của nhà Kia. Một chiếc xe số gia đình, số sàn đời 2017, động cơ 1.6. Trang bị đầy đủ tất cả những tính năng an toàn. Chiếc này thì nhà em đang bán với mức giá anh quanh khoảng tầm 350. Hợp lý nhỉ. Trả góp được 50%, đã gia hạn đăng kiểm nhá. Gia hạn đăng kiểm đến tháng 6 năm 2024, tháng 8 năm 2024. Chiếc này thì nhà em bán qua 350 thôi. Đấy, 5 chỗ ngồi. Mang nước sơn màu trắng nhá. Trả góp 50% anh em mình trả trước cho em khoảng 180, 170, 180 thôi. Lợ 200 thoải mái. Nên là anh em mình trả trước 150 thôi. Là ok rồi. Và xe này thì nó là động cơ 1.6 và chủ yếu là đi gia đình. Dịch vụ thì người ta cũng đang đi nhiều đấy, 1.6 nó chỉ hơn 1.5 một xíu đấy. Nhưng mà gầm bẹ con này nó chắc hơn nhiều so với dòng Vios và Accent. Chính vì thế nó gọi là phân khúc sự hạng C đây. Anh em mình lấy dòng phân khúc C này nó rộng rãi hơn, thoải mái. Đằng sau chỗ ngồi, ngồi đằng sau thì có thêm cái cửa gió điều hòa sau cho anh em mình ngồi, rất là dịu dàng và mát mẻ nếu như mùa đông mùa hè anh em nhé. Anh em mình qua cửa hàng anh em mình xem thêm đi. Innova thì đây, hôm nay mới về Innova đây, mang nước sơn màu bạc, quý vị chị bà con ơi, form mới rồi. Một chiếc xe mà thông dụng và thương hiệu của nhà Toyota đời 2015 với cửa tiền chỉ có 320 thôi. Đấy, hợp lý, giá tiền quá là ok với cái tầm tài chính của quý vị chị bà con. 320. Các bác nhìn nội thất này, đẹp như trong tranh luôn. Màn hình Android đầy đủ rồi, cam hành trình trên gương. Nội thất thì có cả thêm trần nỉ nguyên bản nhá, ghế bọc da mới tinh vừa bọc bộ mới luôn. Nội thất rất đẹp, nỉ nguyên. Keo chỉ nguyên zin. Chiếc này hỗ trợ trả góp 50%, anh em trả trước 160. Lợ 160, 170 thoải mái các bác nhé. Quý chị bà con anh em mình qua cửa hàng anh em mình có thể nghiên cứu chiếc xe này về đi gia đình, kết hợp chạy dịch vụ taxi. Rồi thời điểm này mưa phùn gió bấc, anh em mình đi 7 chỗ hợp lý hơn các bác nhé. Anh em mình khách đông là các bác biết rồi. Chủ yếu người ta gọi 7 chỗ, đi đâu xa người ta gọi 7 chỗ ngồi cho nó đỡ bí. Không ít nhất anh em phải mua những con Vios form mới như này hoặc con Cerato này. Nó rộng rãi hơn, thoải mái hơn. i10 sedan cũng được các bác nhé. Nó cũng là một số chiếc lựa chọn với cái giá tiền phân khúc khác nhau. Vios E xe gia đình đời 2020 với cửa tiền 350 anh em mình sở hữu ngay đời 2020 các nhé. Ở đăng kiểm tháng 11 năm 2024, biển Hải Phòng, tên tư nhân. Bên em tiến hành rút hồ sơ giả quý vị chị bà con anh em mình này, nội thất màu đen. Bản này 3 túi khí nhỉ, keo chỉ zin luôn, không nỗi. Đấy, bản này bản E số sàn đời 2019 form mới các bác nhé. Nhà em có 2018, 19, 2020 cho bà con lựa chọn. Đấy, 2015 cũng có luôn. Giá chỉ hơn 200 thôi, đến 300 hơn 300 một chút. Chiếc này thì 350 đời 2019 các bác nhé. Mang nước sơn màu đen. Đó, động cơ 1.5 nhé. Tất cả những động cơ từ 2016 trở lên là máy đùa VVTi. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối luôn. Máy trắng, form dáng đẹp.
và có bao bảo hành test hãng cho bà con, có ba anh chị luôn bao vào tên cho vịnh bà con với mức giá loanh quanh khoảng tầm 350. Đấy, anh em mình quan tâm anh em mình qua cửa hàng xem thêm. Còn cái dòng Tucson này thì nhiều bác thích này, nhiều bác không biết thì nhìn nó có vẻ không quen mắt, nhưng mà nó là dòng xe rất ít khi được bán các bạn, rất ít khi được bán vì lý do là nó đẹp, đời 2010 và cái độ bền nó cao. Đời 2010 nó mang động cơ 2.0 các bác nhé. Đó, chiếc này thì nhà em đang bán với cửa tiền anh quanh khoảng tầm 360. Đời 2010 có cả 24 quý vị chị bà con nhé. 2010 thì nó rẻ hơn, nó tỉ anh quanh 36 thôi, hợp lý nhỉ. 5 chỗ ngồi, động cơ 2.0 máy xăng. Đấy, chiếc này đăng kiểm tháng 8 năm 2024. Dòng này gầm cao 5 chỗ các bác nhé, gầm cao 5 chỗ. Anh em mình quan tâm anh em mình qua cửa hàng xem thêm này. Ghế da theo xe hơi cũ một chút rồi, hơi bạc màu rồi nhưng mà vẫn còn đẹp, sạch sẽ, chất da nó còn đẹp các bạn. Trần nỉ nguyên bản, hai cửa sổ trời. Chiếc Tucson này nó là dòng thương hiệu của Hyundai, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về các bạn, động cơ 2.0. Form dáng thì nó là gầm cỗ, gầm cao nên là nó đi nó sướng hơn, nó bồng bềnh hơn và ngồi nó cũng cao thoải mái hơn so với những chiếc xe gầm thấp. Chính vì thế giá tiền nó cũng cao hơn một chút, tầm 360 anh em mình qua cửa hàng còn bớt, tiếp tục bớt các bác nhé. Đó, còn rất là nhiều sự lựa chọn đây. Ba cái mẫu xe Kia Cerato nhà em đây. Quý vị chị bà con anh em mình qua xem này. Bản premium là có hai chiếc màu trắng màu xanh đây, đời 2019 các bác nhá, anh quanh khoảng tầm 520 anh em mình sở hữu này. Động cơ 1.6, cửa lóc, túi khí ABS đầy đủ luôn. Chiếc này thì 525 triệu, đời 2019, một chủ tướng mới biển Đà Nẵng này. Bên cạnh nó là 2019 biển Quảng Ninh này, cũng là bản premium nhé. Bản này thì nó chênh mấy bản Deluxe và bản Luxury anh quanh khoảng 10-20 triệu đến 30 triệu, 40 triệu tùy theo xe. Con này cũng là bản đủ 2.0 premium luôn, mang lớp sơn màu đỏ. Ba chiếc xe này đều bản đặc biệt, bản 2.0 đời 2019 và đồng giá loanh quanh khoảng tầm 501-502 anh em mình sở hữu. Màu đỏ, màu xanh, màu trắng cho quý vị chị bà con anh em mình lựa chọn nhé. Sắp tới nhà em lại về một chiếc nữa đời 2019 nhưng bản Luxury thôi. Nó chỉ có 495 triệu đồng thôi các bác nhé. Đấy thì nó giá tiền nó sẽ khác nhau. Còn bản Deluxe thì nó loanh quanh khoảng tầm 470-456 thôi. Đấy, nhưng mà bản Deluxe rất là hiếm nên là quý vị chị bà con anh em mình mua cái bản này, nó 2.0 nó khỏe hơn, nó đẹp hơn và nó rộng rãi hơn rất là nhiều. Và so với những chiếc xe form cũ các bác nhé. Cửa tiền này thì bên em hỗ trợ trả góp 70%. Anh em mình trả trước khoảng 150-200 là anh em nhận xe, còn lại là trả góp ngân hàng. Với động cơ 2.0 dòng này nó là đi rất là khỏe, đầm, chắc. Và form mới của nó rất là đẹp, có cửa sổ trời này, nội thất của nó này. Các bác nhìn nội thất ưng ngay, nhìn qua phát đã thấy ưng rồi. Keo chỉ zin không lỗi, tất nhiên dòng xe đẹp này mà mang ra hãng mà test chứ nó cái gì đâu. Nên là mua xe bọn em rất là cẩn thận một ngay từ đầu luôn, vì khách hàng người ta còn mang đi test check chứ không phải là người tự dưng người ta mang đến người ta 500 triệu người ta đưa đập vào mặt các bác mà cầm về mà tin mồm các ông không có. Nên là quý vị chị bà con bọn em đã đề phòng trước vấn đề đấy nên bọn em làm xe rất là chắc. Bảo hành được thì mới dám cam kết, còn không bảo hành được thì không bao giờ dám cam kết các bác nhé. Xe cho rất là nhiều tiền. Đã tiền thì nói thật với các bác là không phải là 1.000, 2.000 mà nó là hàng trăm triệu đồng, nên là bọn em làm việc nó phải chuẩn chỉ nhé. Dưới này thì nhà mình đang có Kia Rio số sàn, một sự lựa chọn rất là phù hợp cho anh em với cái tầm tài chính khoảng tầm 260. Kia Rio thì nó trang bị động cơ 1.4 nhập khẩu Hàn Quốc. Động cơ này thì nó dùng chung với máy dòng Hyundai Accent. Hyundai Accent 2019-20 vẫn dùng máy này các nhé. Chiếc này thì nó được trang bị động cơ 1.4 nên là nó sẽ tiêu hao tầm khoảng 5 lít xăng trên 100 km thôi. Dòng này rất phù hợp cho anh em chạy dịch vụ, xe hoa, đám cưới, xe du lịch các bác nhé. Mẫu này thì nhà em đang bán là 268 triệu đồng. Tất nhiên là có 3 rút hồ sơ, có bớt nộp lá cho bác viện chỉ còn anh em quan tâm được. Chiếc này thì nhà Khải Đăng đang để tại cửa hàng với cái mức tầm tài chính là 260 triệu vẫn được trả góp 50% nếu quý vị chị bà con ở khu vực miền Bắc gần gũi các bác nhé. Máy chấm tư số sàn dòng này thì tiêu hao tầm khoảng 5 lít xăng. Và anh em mình đi gia đình cũng được, dịch vụ cũng ok. Đặc biệt là chiếc xe này nó được trang bị một chủ từ mới nên là xe còn rất là tươi và đẹp, máy còn zin, không lỗi. Nói chung màu trắng thì để mà muốn đẹp thì anh em phải sơn quê cả xe. Còn chiếc xe này thì bây giờ nó hơi ngả màu một chút rồi. Nếu anh em mình xem ngoài thì anh em mình sẽ không định giá được một chiếc xe. Anh em mình nước sơn này anh em mình có thể làm lại khoảng cuối năm đi, giờ cuối năm anh em làm lại nước sơn mới nó sẽ ok hơn với tầm 5 triệu tiền sơn các bác nhé. Vios đời 2018 này, tầm khoảng 340 anh em ạ. Form mới nhá, form cũ thì nó rẻ thôi. Form cũ tầm khoảng 31-32 tùy theo xe, xe đẹp xe xấu. Còn đây là form mới các bạn, mang nước sơn màu đen. Đời 2018, xe gia đình. Đấy. 1.5 zin hết, một chủ từ xe từ mới luôn, có biển vàng các bác nhé. Dòng Vios thì các bác không thể tránh được chạy dịch vụ được. Tất cả những xe Vios số sàn đều phải có chạy dịch vụ gia đình hoặc chạy dịch vụ đóng vào hãng để chạy cho nó kiếm thu nhập. Còn ông nào đi gia đình ông mang cái xe ăn đây. Ông nào bảo ông mua xe Vios đi gia đình ông mang xe ăn đây. Em giả các bác thêm 10-20 triệu nữa là chuyện bình thường các bác nhé. Đấy, quý vị chị bà con anh em mình cứ lựa cân đối thôi. Đây. Đây ạ, Vios 2015 với cái tầm tài chính anh quanh chỉ có bao nhiêu?
240 thôi các bác nhé. Bao sang tên chính chủ luôn, mang nước sơn màu trắng này. Nội thất rất là đẹp, sạch sẽ rồi. Có dòng này qua dịch vụ rồi. Và bên em bao bấm biển luôn. Đấy, máy 1.5 thì nó chỉ tiêu hao tầm khoảng 5 lít, nhưng con này 1.3 thôi, nó chỉ tiêu hao khoảng 4 lít rưỡi thôi. Đấy, con này đi ngon hơn i10 chứ. i10 sedan làm sao ngon bằng nó được. Chẳng con nào bền bằng máy Vios cả. Máy con này được lại tu rồi các bác nhé. Vừa lại tu xong nên là rất là ngon. Anh em nào mua xe cũ phải mua những con như này. Qua dịch vụ rồi nhưng mà chất xe nó còn đẹp, không lỗi, không đâm đụng ma quẹt thì nó mới là ok. Đấy, vâng em Khải Đăng đây. Sơn xi đẹp lắm. Em đây. Em còn Mazda 3 em còn 26, 18, 19 anh ạ. Nhà đây 28 điểm bao nhiêu đây? 28 bản phanh tay điện tử nên anh khoảng tầm 44. Tầm 44. Vâng, 44 anh ạ. Vâng, xe đẹp. Xe đấy thì hỗ trợ banh của anh nhiều nhỉ? Banh được 70% anh ạ. Nói chung là nó được khoảng anh có khoảng tầm 200 là đẹp. 200. Vâng, 200 là ok rồi. 150 thì được không? 150 phải là cao hơn anh ạ. Đời 2019 chẳng hạn. Đấy. 150 thì anh nợ những 300 triệu thì con đấy nó chỉ cho lợ mắc chắc là tầm khoảng 250 270 thôi. Thế đó. Có nghĩa là nó chỉ cho lợ mắc được khoảng trả trong vòng 5 năm. 1 tháng thì anh chia ra cho em, còn tiền lãi thì khoảng 1 phẩy, tính 1 phẩy đi. Còn anh chia ra chứ bây giờ anh cứ bắt em chia. Theo tháng hay theo năm vậy? Cứ tính theo tháng đi cho nó dễ. Năm thì càng vay càng nhiều thì nó càng rẻ, tầm khoảng 0,94 gì đấy thì cứ tính theo tháng thì 1 vảy là cùng 100 triệu thì mất 1.900.000 tầm đấy nhé. Anh đăng ký giả bao nhiêu là việc của anh đăng ký 5 năm 10 hay 6 năm max 6 năm chẳng hạn thì ông chia ra chứ 300 triệu chia 6 năm 70 tháng thì mỗi tháng là 4 triệu rưỡi 5 triệu mới tiền lãi vào nữa là 6-7 triệu. Tầm khoảng 6 triệu 7 triệu đấy. Tùy theo anh. Mình đấy là mình trả mất 300. Vâng. Thế anh nhé. Đâu anh ơi lựa lựa đi nhé. Em đang quay dở cái video. Ok. Đó, một số những mẫu xe nhà Khải Đăng đây. Hỗ trợ trả góp thì anh em mình cứ thế mà làm nhé. Từ đời 2015 trở lên là bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng 50% đến 60% tùy theo xe. Có những cái chiếc Mazda mà nó hơn 500 như này thì anh em mình trả góp được khoảng 200, còn lợ lại 300 là thoải mái. Còn nếu mà con 400 hơn 400 thì anh em mình giả trước khoảng 150 hay giả trước 200 thì nợ khoảng 250 24. Tùy theo các bác nhé, i10 2020 này giờ nó chỉ có 2.7 thôi, 2.8 thôi. Đấy, thì bản thiếu thì anh em mình trả trước khoảng 120 thôi. Đấy, đời càng cao thì giả càng ít. Nên là con Cerato này cũng chỉ trả trước khoảng tầm 150 thôi, 160 thôi, nợ lại khoảng 200 thoải mái thôi. Đấy, nên là anh em mình là lựa cân đối nhé. Đấy, 360, 370 là bán được rồi các bác nhé. Màu đỏ, màu đen, màu trắng có hết, số sàn, số tự động có hết. Forte số tự động này 208 là bán được rồi. Đấy, i10 số tự động đời 2017 giờ để cho anh em anh quanh có 300 thôi, bao vào tin. i10 27 số sàn kia thì nó có 230 thôi là bán được rồi. Asen số sàn đời 2019 xe đẹp thì tầm khoảng 350 nhé các bác nhé. Đấy. Còn Mazda 2 này bây giờ được nhà em có 57 con cơ. Có từ đời 2015 đến 2019, 2018 nên quanh khoảng tầm 330, 340, 350, 380 tùy theo xe. Đấy. Kia Rio số tự động này cũng là một sự lựa chọn khá hoàn hảo các bác nhé. Với cái tầm tài chính nên quanh khoảng tầm khuôn 350 quay đầu, 340, 320 cũng có màu trắng luôn. Đấy. Và đặc biệt thì quý anh chị và con anh em mình có thể sở hữu ngay một mẫu xe Kia con Toyota Vios ở phiên bản đời 2021 các bác nhé. Máy 1.5, một chủ từ đầu luôn. Ba bóng khí, cảm biến lùi, cân bằng điện tử đầy đủ hết rồi. Chiếc này nó form mới, nhìn rất là đẹp, nội thất đẹp. Đời 2021 phiên bản số sàn. Thì giá tiền nó loanh quanh khoảng tầm 400 hơn tí. Nếu mà hơn 300 thì anh em mình nên lấy con này. i10 một chủ từ đầu đời 2021 số sàn các bác ạ. Hơn 300 thôi. Cụ thể là 320 bên em bao sang tên chính chủ luôn. Đời 2021 form mới các bác nhé. Form mới nó giống Accent này, giống Elantra đấy. Nó rộng rãi thoải mái hơn rất là nhiều mà đẹp lắm. Một chủ từ đầu tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Màu trắng xịn không đổi màu, nội thất đẹp như mới trong tranh luôn. Đi hơn 5 vạn 6 vạn gì đấy các bác nhé. Con này đẹp, màu trắng xịn mà sơn cả zin cả xe chỉ sơn tỉa lại mỗi một tí ba đài sốc trước thôi. Anh em nào đến mà check ra mà không đúng như mô tả thì anh em mình có thể trừ đi 100 triệu em vẫn nghe. Vì em là người sơn mà, em nhập về. Chiếc này thì có đăng ký biển vàng nhưng chạy mới được gần 7 vạn thôi. Xe đẹp lắm anh em. Zin hết, một chủ từ đầu, zin cả xe đời 2021. Rẻ hơn Vios khoảng 100 triệu các bạn. Rẻ hơn Vios khoảng 100 triệu, 2021 100 triệu. Đấy, nhưng mà i10 thì nó là phân khúc hạng A cộng thôi. Còn Vios là phân khúc B. Anh em mình có thể cân đối nhé. Con này trả góp, anh em mình trả trước em 100 thôi. Nợ lại 220 thoải mái các bạn. Trả trước 100 thôi, nhận xe luôn. Kia Cerato đây.
Xe Lato đời 2016 với cửa tiền nhanh quanh khoảng tầm 390, số tự động các bác nhé, mang nước sơn màu đen. Xe Lato đều khác K3 một tí, K3 thì rẻ hơn. K3 thì nhà em có 2015 kia kìa. 2015 biển Hà Nội đang mới về kia, nhưng mà phải sơn các bạn, phải làm sơn nên là chưa quay cho bà con được. Nhưng sơn xi nó xấu là nó cũ kìa. Cái màu trắng thì nó thật với các bác là để lâu thì nó ố màu. Còn như màu bạc thì nó gì nó rất là sạch này. Màu bạc đời 2021 này nhà em bán nhanh quanh khoảng tầm 301 là bán được rồi các bác nhé. 301 thôi, mà đời 2021 bản hatchback nhé. Hatchback thì nó rẻ hơn sedan một tí. Đấy cũng là form mới rồi. 2022 à, con này 2022 chứ. Con này 2022 luôn. 2022 luôn. Mà có 301 thôi anh em ạ, hatchback. Đó. Em hỗ trợ rút hồ sơ nhé. Xe đẹp một chủ từ đầu đi 3 vạn xịn. Đó. Chính chủ luôn. Đây, i10 2018 bây giờ có 240 thôi. Rẻ lắm, còn rất là nhiều xe quý vị chị bà con anh em mình tha hồ lựa chọn với cái tầm phân khúc khác nhau. Quý bà con, quý anh chị, anh em mình có thể qua cửa hàng anh em mình xem thêm. Elantra đời 2017 bán 418 triệu, khách giả 400 chưa bán các bạn. 400 triệu 3 sang tên chưa bán, anh em mình cố lên một chút nhé. 401 là bán được rồi. Đó. Alo, đồ chơi phụ kiện nhiều. Em đây. Anh ạ. Vâng. Mình thấy em Sunny đi quý vị chị bà con ơi, Sunny rẻ này. Rẻ mà bền lắm. Mấy hôm nay em đang chạy công vụ con này. Nói thật là xe đẹp anh em mua hết rồi. Còn lại mấy con đẹp quá thì ngại rửa. Xe Lato đẹp đẹp kia để mà đi, chứ để mà đi về nó bẩn như này thì rửa nó chết. Nên con này thì rửa thoải mái này. Các bác nhìn này, nội thất nguyên nỉ này. Xe đẹp nhức nách, 285 triệu em bao vào tên nhé. Giá khả năng ô tô bán thu vốn cho bà con này. Con này mua trong Tết, cách Tết một tuần thì em mua trước Tết một tuần này, em mua chính chủ luôn. Chiếc này em đang đi đây, em đang đi. Xe rất là đẹp, chắc lịch. Máy số keo chỉ zin hết. Chiếc này thì đang nhận cọc khách hàng để Kia Soluto này, số tự động này. Đời 2020, 350, 360 gì đây, 36 này. Đấy, để cho anh em 36 rồi, anh em đang check ngân hàng. Nếu check ngân hàng xong thì dừng giao dịch cho nhé, chưa xong thì mở bán tiếp. Kia Pride đây các bác, con này nó thật với các bác là vi ớt, vi yếc hơn 100 triệu. Anh em mình mua làm cái gì, mua con này hơn 100 này. Con này mới là xe đẹp này, nhìn ngọn gàng cái này. Kia Pride nhập khẩu Hàn Quốc, máy 1.4. Đăng kiểm tháng 6 năm 2024, xe sạch sẽ đẹp đẽ. Dòng này đăng kiểm 1 năm 1 lần các bác nhé, nội thất đẹp như thế này. Này. Nhìn thích thực sự luôn. Cái này không dịch vụ luôn các bạn. Xe tư nhân một chủ từ mới, xe của công an quận Hải An. Chú ấy về hưu rồi. Công an quận Hải An nhé các bác nhé. Em mua chính tên chính chủ luôn, em bán lại cho bác người Thái Bình. Bác Thái Bình lại bán lại cho em. Đấy, cách đây 3 năm rồi cơ. Thì em lại chưa rút hồ sơ. Lúc này em thích rút hồ sơ thì bên em bao rút hồ sơ nhé. Chiếc này thì để các bác hơn 100 thôi nha. Anh em mình qua cửa hàng anh em mình lấy đi. Đẹp thực sự luôn các bác nhìn này. Đấy. Form dáng đẹp, đẳng cấp như này. Số sàn, động cơ 1.4 thôi, tiết kiệm nhiên liệu. Tiêu hao có tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 km, rất là phù hợp với anh em đi gia đình. Kết hợp chạy dịch vụ công việc. Dịch vụ cũng đi được các bạn. Đấy, xe này duyệt ngân hàng cho khách rồi. Morning bán rồi. Đây Innova số tự động đời 2014 bây giờ để anh em 330, anh em thấy hợp lý không? Chuẩn giá là 330 các bác thấy hợp lý không? 330 triệu Innova 2014 số tự động các bác. Rẻ chưa? Đã đủ rẻ chưa ạ? Đây. Ford Ranger Wildtrak đời 2017 các bác nhé. 508 các bạn, 508 đời 2017 xin 3. Đấy, zin hết nhập Thái 3.2 hai cầu số tự động. Đó. Vios E đời 2013 200 triệu bao sang tên. Bên cạnh là Nissan Sunny cũng là tầm khoảng 190 bao xăng tên. Là đời 2015. Các bác, hai con này là rất là phù hợp cho anh em mình đi gia đình kết hợp chạy dịch vụ này. Đã từng chạy dịch vụ rồi nhưng còn rất là đẹp, cứng cáp, gọn gàng. Các bạn, còn dưới này còn rất là nhiều xe đây quý anh chị bà con, anh em đừng rời mắt khỏi màn hình. Nhà em còn rất là nhiều xe muốn lên sóng cho bà con các anh chị đây. Vios E đời 2019 này. Chiếc này để cho các bác là 330 bao vào tên, các bác thấy hợp lý chưa? Form mới. 330 triệu bao vào tên, chuẩn giá cho bà con này. Màn hình Android đầy đủ, ghế nỉ nguyên bản theo xe. Xe đang chốt cửa mới rồi. Đây. Các bác nhìn hộ em, máy 1.5 đời 2019 này. Đó, chiếc này 330 bao vào tên, form mới. Zin hết, ông nào tìm nó không zin em đâm xe vào tường luôn. Đấy. Kia Cerato đây, đời 2018 này. Đấy. Số tự động nhé các bác nhé. Động cơ 1.6, hơi đắt một chút, 420-430. Kia Morning 2011 số tự động đây, nhập khẩu đây. Chiếc này thì khoảng tầm 240 quay đầu là bán. Rẻ mà. Đây, Vios màu đỏ đây anh em. Anh em nào đang thích cái dòng Vios E màu đỏ đời 2016 đây. Đấy, Vios E màu đỏ đời 2016 mới với giá tiền có 280 triệu thôi. Rẻ nhỉ. Thực sự rất là rẻ luôn. Đẹp, form dáng đẹp, gọn gàng.
không lỗi này, nội thất đẹp luôn. Các bác nhìn nội thất này. Đây. 289 triệu để anh em 28 bao rút hồ sơ. Xăng có 5 lít trên 100 km, đồ chơi phụ kiện đầy đủ này, màu đỏ này. Nhìn nội thất không thể chê được, đời 2016 nhá. Đó, rẻ bất ngờ tình cờ hôm nay mới gặp tại cửa hàng của Khả Năng Ô Tô. Quý anh chị đi qua anh em để lại cho một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh, Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Kia Rio số tự động đây. Biển 30G đời 2015 bây giờ có 340 thôi, 33 cũng bán được không nhá. Anh em qua cửa hàng xem thêm đi. Này Toyota Vios E đời 2018 bây giờ có 340 thôi. Đấy, lại Vios đây. Quý anh chị bà con anh em mình đừng rời mắt nhá. Đây Vios đời 2022 đăng ký lần đầu 2023. 1.5 mới tinh. Con này lăn bánh mới giờ năm quanh ở 500 nhỉ. 408 500 gì đấy, nhưng mà lăn bánh cũ thì anh em mình có mua 420 401 tùy theo xe. Đó. Mazda 3 đời 2015 đây các bác ơi. À, Mazda 6 chứ, đời 2015 đây. À, bây giờ có 420 thôi các bạn, 420 thôi. Đời 2015 Mazda 6 này. Phân khúc hạng D, máy 2.0. Đó, hay là Kia Forte đời 2012 13 nhà em có hết các bác nhá. Con này 2013 số tự động, nên quanh khoảng tầm khuôn 209. Rẻ lắm các bạn. Còn rất là nhiều xe này. Nội thất zin hết, nói chung là đẹp, xe đẹp, nhức lên. Đó, dưới này có CX5 các bác nhá. Ford Ranger này, Ford Ranger đời 2015 bản Wildtrak độ các bác nhá, độ Wildtrak đời 2015 mang nước sơn màu trắng này. Chiếc này thì để cho các bác là 360 thôi. 360 triệu, số tự động, máy dầu 2.2 XNS một cầu các bác nhá. Nhưng mà độ form Wildtrak nhìn nội thất đẹp như miên man. Đẹp miên man để anh em 360 chuẩn giá nhá. Em đang bán là 389 này, 360 em bao rút hồ sơ gốc. Khách hàng của Khả Năng Ô Tô giá như vậy, còn nếu thật các bác là không alo thì sẽ không có giá tốt. Quý chị và con anh em mình đi qua ủng hộ đi. Đây, Mazda CX-5 đời 2016 498 triệu tại cửa hàng. Đấy, anh em đã xem video của Khả Năng Ô Tô rồi thì em sẽ để cho các bác giá chuẩn nhất các bác nhé. Anh em alo cho em đăng giá limit là 498 nhưng mà 2016 nhé. Nhưng mà vẫn còn giảm cho bà con được. 2014 thì tầm khoảng 46, 47. Màu đen này, màu xám ghi đây. Pajero Sport đời 2003 nhỉ, 2005 chứ nhỉ. 2008 không có liên hạn đâu. Con này không có liên hạn, 109 này. Số sàn nhé, số sàn 2 cầu. Dòng này thì dòng xe chở tiền nhưng nó không có liên hạn các bạn. Tức là nó không bị thu hồi và không bị cấm đi trên đường. Đấy. Không liên hạn như con biển A luôn, nó giống biển A mặc dù nó biển CD. Đó, sang tên đổi chủ được không nhé. Tiếp theo là Innova. Innova biển Thái Nguyên này đời 2013 số tự động. À số sàn chứ. Khoảng tầm 300 anh em ạ, khoảng tầm 290 300 anh em mình mua được rồi. Attacker kia thì vẫn chưa đủ giấy tờ nên em chưa mở bán. Đó, Ranger đây, nhà giờ rất nhiều xe. Accent ATH số tự động này thì bên em đã nhận cọc rồi. Đó, con này thì anh em đang để đi này, đời 2017 này, số tự động màu đỏ này. Ford Ranger đời 2015 này giờ tầm khoảng 380 các bác nhé. Nhập khẩu 2.2 đời 2015, đấy, màu đỏ. Hay là Innova đời 2000G đời 2009 giờ chỉ có 200 thôi. 250 cũng bán các bạn, đấy. Chiếc này thì nó là vì Innova số tự động đời 2012 khoảng tầm 290 thôi. Đây Suzuki Ertiga 7 chỗ số tự động đây. 7 chỗ số tự động này em đang tiến hành tháo biển rút hồ sơ. À, biển vàng, biển 14 nhá. Chiếc này thì số tự động đời 2019 đẹp nhất nách 7/7 xịn. Con này để cho anh em là anh quanh khoảng tầm khuôn 400 bao vào tên. Đấy. Như vậy thì Khả Năng vừa đã lên sóng demo qua một số những mẫu xe bên em, chưa xong đâu, chưa hết đâu. Còn rất là nhiều. Còn đang dọn ở ngoài cửa hàng rất là nhiều luôn. Mitsubishi Charger còn mấy con nữa, sau đó Vios mới lại rất nhiều i10 Morning, quý vị chị bà con chưa được nhìn thấy thì bên em sẽ để cho bà con cái giá tốt nhất. Quý vị chị bà con anh em đi qua nhớ ủng hộ Khả Năng bằng một like, một chia sẻ kênh. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người trong video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.